chào tất cả các bạn. Trong thời đại bùng nổ về nhu cầu giải trí truyền thông, các bạn trẻ đã và đang lựa chọn ngành công nghệ truyền thông ngày một nhiều hơn. Đặc biệt khi các hình thức truyền thông hiện đại ngày một đa dạng và phức tạp hơn, thì ngành công nghệ truyền thông được ví như một nhịp cầu kết nối các thông điệp từ doanh nghiệp, tổ chức đến với công chúng một cách hiệu quả hơn. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân không biết có nên lựa chọn ngành công nghệ truyền thông, thì những thông tin ngay sau đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu kỹ hơn các bạn nhé. Ngành công nghệ truyền thông là gì, học những gì, nên học ở đâu? Ngành công nghệ truyền thông là ngành học ứng dụng công nghệ cho các lĩnh vực về truyền thông. Sinh viên học ngành công nghệ truyền thông được trang bị khối kiến thức chuyên môn về lĩnh vực truyền thông như quy trình sản xuất các thể loại sản phẩm truyền thông, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, multimedia và kỹ năng quản trị sản xuất. Ngành công nghệ truyền thông được xem là một trong những ngành khá kén trường đào tạo. Hiện chỉ có trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Thái Nguyên đã tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF dự kiến mở đào tạo trong năm 2018. Làm thế nào để xét tuyển vào ngành học này? Thí sinh có thể xét tuyển ngành công nghệ truyền thông bằng các tổ hợp môn D01 Toán Văn Anh, C01 Toán Văn Địa, D10 Toán Địa Anh, D15 Văn Địa Anh vào trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, hoặc tổ hợp môn A00 Toán Lý Hóa, A01 Toán Lý Anh, D01 Toán Văn Anh, C00 Văn Sử Địa vào trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia và điểm học bạ lớp 12. Các bạn thí sinh cũng nên lưu ý tham khảo thêm thông tin điểm trúng tuyển các năm, chỉ tiêu ngành cụ thể của những trường có đào tạo ngành học này để gia tăng cơ hội trúng tuyển cao nhất trong mùa tuyển sinh 2018. Tốt nghiệp ngành công nghệ truyền thông sẽ làm được những công việc gì, đòi hỏi những tố chất gì? Với vốn kiến thức, kỹ năng được trang bị bài bản, sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ truyền thông có thể công tác tại các đơn vị nhà nước hoặc tư nhân như báo chí, đài truyền hình, phát thanh, hãng phim, công ty truyền thông giải trí, công ty quảng cáo, công ty phần mềm. Ngoài ra, để thích ứng với môi trường làm việc và thành công trong lĩnh vực này, bạn cần phải sở hữu những tố chất như kiên trì, am hiểu công nghệ, có ý thức sâu rộng để thích ứng với nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau cho lĩnh vực giải trí. Ngoài ra, bạn cần có phẩm chất của người làm truyền thông, kinh doanh như nhạy cảm, sáng tạo, tổng hợp và phân tích tốt thông tin. Những thông tin vừa rồi cũng đã giúp các bạn phần nào hiểu hơn về ngành công nghệ truyền thông rồi đúng không nào? Đây là một ngành học còn khá mới và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai. Để học tốt ngành này, các bạn nên lựa chọn một môi trường học tập phù hợp, có sự kết hợp linh hoạt giữa học lý thuyết và chú trọng thực hành. Đó là ngành học thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị công nghệ hiện đại, phải nhanh chóng cập nhật các xu hướng mới của thế giới. Nên việc thạo ngoại ngữ là một yêu cầu cần thiết với nghề, các bạn phải hết sức lưu tâm. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp các bạn xác định được ngành học mình yêu thích. Chúc các bạn hoàn thành tốt kỳ thi trung học phổ thông đạt điểm thật cao và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các bản tin hướng nghiệp tiếp theo.